Xin chào, mình là Belly, một introvert và overthinker chính hiệu. Ngày mai là ngày mình chính thức nhập học, là ngày được đặt chân vào ngôi trường ngoại thương mà mình luôn mơ ước. Tận 5 điểm rèn luyện cơ. Thế thì phải kiếm thôi. Dẫu nghĩ vậy, trong mình vẫn tràn ngập nỗi sợ phải giao tiếp với người lạ, thứ đã phá hủy 3 năm cấp 3 của mình. Những năm tháng đó mới nhạt nhẽo làm sao. Nghĩ thế mình càng buồn, chỉ biết ôm lấy chú gấu bông thân thương mà tâm sự. Nhưng mình đâu biết, bên mình đã hình thành một thực thể khác. Mày sẽ chẳng thể hòa nhập được vào môi trường này đâu. Vì học bổng, cứ cố vậy. Đầu tiên thì không biết cậu có thể giới thiệu một chút về bản thân cậu được không? Mình là Lan Phương, đến từ khoa luật thương mại quốc tế. Để với một môi trường danh giá như là trường ngoại thương, không biết là bản thân cậu có gặp phải những cái áp lực cũng như là khó khăn gì trong những ngày đầu nhập học không? Vì là môi trường mới nên mình khá là lo lắng, nhưng mà được các anh chị giúp đỡ thì mình đã làm thủ tục nhập học một cách dễ dàng và làm quen được nhiều bạn mới. Tôi thấy là trong sân trường mình có rất là nhiều các cái sự kiện được tổ chức cho để chào mừng tân sinh viên. Không biết là cậu đã tham gia sự kiện nào chưa nhỉ? Mình cũng mới vào thôi thì mình cũng mới chỉ tham gia được một hoạt động, đó là FTU Open Tour của nhà trường. Mình thấy là anh chị hướng dẫn viên là khá là nhiệt tình, năng nổ. Và cái chuyến đi ấy nó giúp mình rất là nhiều, giúp mình biết thêm về đường đi nước bước ở trong trường. Mình làm quen với nhiều bạn bè mới trong cái tour đó. Cảm ơn những chia sẻ của cậu, tớ sẽ tham gia sự kiện đó. Kia có phải áo của LSC không nhỉ? Em chào anh ạ. Anh có phải là một thành viên của câu lạc bộ LSC không ạ? Đúng rồi. Em là một tân sinh viên K63 năm nay cùng trường mình. Em có thể cùng trò chuyện với anh một lúc không ạ? Chắc chắn rồi. Thế không biết là anh có cái lời khuyên gì để các bạn tân sinh viên K63 được chuẩn bị năm nay, để giúp các bạn đối mặt những cái áp lực cũng như là thử thách mà các bạn có thể gặp phải trong 4 năm ở đại học không ạ? Lời khuyên đầu tiên mà anh có thể dành cho các em đó chính là các em hãy biết cách sắp xếp thời gian biểu hợp lý để có thể cân bằng được giữa việc học ở trường và những việc cá nhân. Và điều lời khuyên thứ hai của anh cũng là điều quan trọng nhất mà anh muốn nhắn nhủ, đó chính là hãy luôn giữ được sự bình tĩnh, tự tin, luôn tin vào chính bản thân mình, cho dù gặp khó khăn thử thách gì thì cũng không được chùn bước. Và đó chính là những điều mà anh muốn nhắn nhủ tới mọi người. Cảm ơn những chia sẻ của anh ngày hôm nay, em rất vui được trò chuyện cùng anh. Hình như các bạn ấy hôm nay cũng đi nhập học. Mình thật sự muốn ra làm quen nhưng mình sợ. Sao nhiều người quá, không biết liệu sau đó các bạn có chào mừng mình không? Đúng, chính là nguồn năng lượng tiêu cực mà ta cần. Đúng vậy, ở đây không ai chào mừng mày đâu. Mày tưởng sẽ có một nhóm bạn cho mình không? Mày của đại học, cô độc như ở cấp 3 thôi. Mình đang nghĩ như vậy cho đến khi Yến Nhi, một người bạn cũ của mình, nhận ra mình và kéo mình vào trong cuộc trò chuyện với mọi người. Lần đầu tiên trong đời mình được chào đón nồng nhiệt đến thế, và vì thế mình cũng đã dần mở lòng và chia sẻ nhiều hơn với những người bạn tưởng chừng như xa lạ đó. Thật sự chúng mình đã rất vui. Ê, hay mọi người ra vi đá chụp lại đi. Face your fear, find your future, FAU. Ngoại thương có lẽ chính là một môi trường mơ ước, nơi mà mình có thể khám phá bản thân. Mình đã được gặp nhiều anh chị và bạn mới và có một khoảng thời gian rất vui vẻ, thứ mà 3 năm cấp 3 mình chưa bao giờ có được. Phải đặc biệt cảm ơn LSC nữa, chính các anh chị đã cho mình cơ hội được trải nghiệm điều đó. Đối diện với nỗi sợ chính là chiếc chìa khóa để mở ra một tương lai tươi sáng cho bản thân mình.